Gì vậy ba? Sao đâu con quá ăn cái gì? Con gặm thẻ nè. Con ra rút tiền dùm cho ba coi. Ba đau bụng quá. Dạ. Đi lẹ về nha. Đi rút tiền cho ba mới. Ủa, ba này kỳ cục ghê. Nói đi rút tiền muốn rút nhiêu. Ba kỳ cục. Chạy vô hỏi ba mới được. Lên góc tiền cho ba đi. Mệt quá, nóng quá trời ơi. Trời ơi. Ba này kỳ ghê. Đứa em muốn đưa mật khẩu. Trời chưa nóng muốn chết phải đi về nữa. Tức thiệt chứ. Đó, không không rồi, có bấm lộn mật khẩu rồi. Nó khóa luôn đi. Tài khoản ra luôn rồi. Trời ơi, con nhiều nó con xong nữa. Thôi đi. Nhờ trời ba xíu. La con nghĩa không, mốt ba tự làm luôn đi. Trời ơi, nhờ lúc xíu xong nữa. Mốt khỏi đi. Kệ nó đấu luôn. Đi cho nó rồi.